Hello, TV Dũng Cây xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì Dũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn cái kỹ thuật ghép cây hoa trà mi nhé. Vâng, thì đây là cây hoa trà mi đang nụ này. Đây đang nụ này. Đấy. Mà khi chúng ta chọn cái phôi cắt để ghép ấy, là chúng ta nhớ là phải lấy những cái nó đây. Đang lên nụ sẵn như này. Búp. Thì nó mới nhanh phát. Còn không chúng ta phải lấy cái mắt mắt mở. Là mắt thức ấy. Nhưng cái này nó hơi chìm đấy, cho nên là cái việc chọn tán để ghép thì nó rất chi là quan trọng ạ. Này, cành ghép đấy ạ. Mà quý vị các bạn nhớ là khi ghép nhá, hoa trà mi ấy, là nó lại khác mấy những cây cây khác. Đấy, chúng ta không được cắt đây thì cắt để ghép điểm ghép thôi. Đấy, điểm ghép thôi. Còn chúng ta để dài như này, đây, mắt trên này nó thức thì nó cây nó đẩy nhanh. Đồng thời là chúng ta chỉ được không được cắt hết lá như này mà chỉ cắt được. Cắt làm gì? Nửa lá này thì ạ. Mỗi cây thì cái kỹ thuật được ghép nó khác nhau quý vị các bạn nhé. Ghép thì giống nhau nhưng cái phương pháp để lá thì lại khác nhau ạ. Đây là hoa trà thâm hồng bát diện này. Đấy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là cuốn ni lông để ghép này. Tôi giả ra như thế này. Đấy, trước khi cái này nó dài cho nên là chúng ta sẽ cuốn cái ni lông trên thân này trước. Chúng ta đặt này. Phải để lá đặt chúng ta cuốn cái này trước thì cho nó dễ. Cái này nó hơi khó ghép hơn là hoa mẫu đơn. Đấy, đã cuốn xong này. Cái này là thì nó dài hơn 20 phân quý vị các bạn, nó phụ thuộc vào cây. Cái thứ hai đây là cái cây Dũng định ghép phải nhá, đây, cắt này. Lấy tiếp tục lấy cái dây này. Đây là con dao ghép này. Thì ghép cành này đây quý vị các bạn nhé. Quan trọng là cái vết ghép cắt này phải phẳng phẳng mái quý vị các bạn này, nhìn này đấy. Lấy ni lông nha, chúng ta chuẩn bị ni lông này. Sẽ từ từ cuốn ép dần ni lông lại quý vị các bạn nha. Đây cành nó dài mà Dũng đã ghép rồi cho nên là rất khó ghép. Phải cuốn kín ni lông để thứ nhất để nó tránh thoát hơi nước, cái thứ hai là tránh nước mưa, cái thứ ba là để nó dưỡng hấp hơi để nó dưỡng cái mầm ghép.
Đấy, ta giằng chặt thật chặt cái đoạn dưới lại. Thừa dây bắt đầu để kéo ngược lên trên. Là Dũng đã chia sẻ hoàn chỉnh cái ghép hoa trà nhé. Nó khác mấy ghép hoa mẫu đơn ở cái chỗ là gì? Là thưa quý vị các bạn, là cái cành. Là cái cành thì chúng ta cắt, nhớ là không được cắt hết lá. Đây, Dũng quay cái cây cho quý vị xem. Đây ạ. Cây này hơn 100 vành gốc. Mà đây là chính là cái sản phẩm mà đã ghép xong quý vị và các bạn này. Đây, lên lá rất bóng và đẹp đúng không ạ? Đây. Thế thì tại sao mà Dũng lại chia sẻ chỉ cắt ngang cái lá như này? Đây. Đây, cắt ngang cái lá như này. Đây. Đúng không ạ? Đấy thì cái mầm lên rất khỏe, Dũng lại so sánh với cái cây mà Dũng cắt hết lá. Đây. Những cái mầm mà đây cắt hết lá này quý vị các bạn nhá. Đây, mầm cắt hết lá này thì nó lên ngọn nó đẩy yếu này, đẩy yếu hơn, không khỏe. Đấy. Thì đây là những cây mà Dũng đã ghép thành công rồi. Đã thành công. Đây thế nhá, Dũng ghép để rất nhiều lá này. Đấy. Đây, như quý vị các bạn thấy nó mầm lên có thích không ạ? Rất trong trẻo, rất đẹp đúng không ạ? Đây, đặc biệt là cây này ghép xong đây là trà thâm hồng bát diện, cây lên cực khỏe luôn. Đây là những cái cành mà đã ghép thành công rồi, xong rồi. Đấy thì riêng hoa trà mi lại phải ghép theo mùa quý vị và các bạn ạ. Tháng 4, tháng 5 là chúng ta không ghép được, không như hoa mẫu đơn. Vâng, chào quý vị và các bạn.